Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả anh em. Tôi đang dẫn một con chó cái khoảng hơn một tuổi, mới đẻ một lứa và chuẩn bị sa lô lại lứa hai. Đây là một con chó săn thú nhỏ thôi. Con này chặng hiện tại khoảng 14 kg. Con này đuôi bông cũng khá là đẹp. Và vừa mới về cách đây khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà con chó này thì khá là thuần. Thần kinh rất là tốt. Tôi định thả luôn rồi. Nó đi cùng bầy. Chó vừa mới về một lúc nhá. Nhưng mà thấy những con khác đi là sùng sục đi luôn. Và nó cũng... Thứ nhất là con chó này không nhát người. Và nó rất là ham săn. Tuy rằng con này thành tích của nó thì cũng chưa có gì nhiều cả. Nhà thì chủ họ không đi săn, mà con chó này nó tự đi săn. Lâu lắm rồi mới mua được con chó cái mà thuần, cũng như là thần kinh tốt và ham săn như con này. Con này thì nó chỉ hơi thấp chó một chút thôi, hơi lùn một chút. Mà được cái là bốn chân không có tí huyền đề nào. Và cổ chân rất là khỏe. Bàn móng chân rất là đẹp. Con này cũng đuôi bông lau. Mình thích cái tính của con này, ở đi ra ngoài nó cứ chịu hít hít, chịu ngửi, chịu tìm ấy. Đực. Con đực này này sung lắm rồi. Ui, chơi luôn đấy. Đây, sang nhà hàng xóm. Ui, chó nhà hàng xóm ra rồi. Ê. Những con chó mà thuần, thần kinh tốt như thế này thì cũng là những con chó mà rất ít gặp anh em ạ. Thường là đổi chủ, có những con chó, có những con cả tháng nó mới săn lại đấy. Nhưng mà với con chó này thì mình vừa mới lấy về thôi, nhưng mà nó lại rất là thuần, rất là nhanh. Đây. Mấy con này chạy đi là nó muốn đi theo luôn. Đây là bây giờ thì nó cũng gần chiều tối rồi. Mình vừa mới lấy nó về nên là mình muốn cho nó đi dắt nó, cho nó đi quen lãnh thổ một lúc thôi. Còn nay thì chưa đi cho đi săn được. Bởi vì vừa chó vừa mới về một tiếng thì để thả ngay thì mình cũng chưa dám thả. Nhưng mà con này thì khẳng định với anh em là mai chắc thả được luôn. Nếu như bây giờ mà không phải là trời tối hoặc trời sáng thì khi mình thả luôn đấy. Nhưng mà trời bây giờ nó sắp tối rồi. Bây giờ thả nó ra sợ là nó đi xa như nào, nó không biết đường về thì nó không biết đâu nó về, nên mình chưa dám thả thôi. Mình sẽ thử sục vào bụi cho anh em xem nó đi nhé. Đấy. Thả rồi anh em ạ. Thả cả xích luôn. Mà sục. Xù xù xù. Ở trên bản thì người ta quen cái tiếng xù 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 nhá. Nên là mình khi mà bán chó cho anh em là mình cũng rất lưu ý với anh em là mình cũng phải hô theo cái tiếng mà quen mà anh chủ cũ người ta vẫn hay giục chó. Nó đang bị mắc xích rồi. Con này ham săn lắm. Đang bị mắc xích rồi, không đi được. Mình phải gỡ xích cho nó đã. Những con chó mà đi ra ngoài nó chịu ngửi, chịu tìm như thế này thì rất dễ chơi anh em ạ. Bây giờ thả xích luôn cho đi luôn. Đấy, chó vừa về tiếng. Cái việc thả sớm thả muộn chó ấy, thì mình phải
xem cái thái độ con chó anh em ạ. Có những con là rất lâu không thả được. Đây 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 đây. Chu. Con này thì em. Móc móc móc. Có gì đây? Làm sao lắm. Đây, ui, ui, ui. Thấy con gì động động. Ôi con này chắc em để xích cho yên tâm, nhưng nếu không thì chắc thả xích được rồi. Đang muốn cho lên cái đồi này nhưng mà nó chưa biết đường lên. Ôi, nó phí hát lắm. Nó đang bị vướng xích cho nó nhiều lúc nó không đi được thôi. Chịu sục chịu tìm đấy, ok đấy. Con này mai cho đi săn luôn được. Con mốc của mình ở trên này thì nó cũng ở đây. Nó đang bị vướng xích nên là nó không thể đi được. Cứ bình tĩnh, mai sẽ cho đi săn, cẩn thận luôn. Đây đây. Tên nó là Gen nhá. Gen 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 Gen. Hàm lắm. Con mốc thì vẫn con mốc thì chỗ cứ chỗ nào là bụi rậm tả ly cao thì nó hay sục, nó hay tìm ở đấy. Đây là dưới cái mương này, mình đi ở trên đường nhưng mà chó là nó phải đi ở dưới mương bụi rậm nó tìm. Chó này thì ok luôn anh em ạ, về phát là vài tiếng là theo bầy theo đàn là đi săn được luôn đấy. Chó này đuôi bông rất thẳng đẹp. Con đực vàng thì nó vẫn đi xa hơn. Ê! Mốc mốc đây đây, mốc đây đây. Ê! Đây. Nói chung là con chó cái này thì không phải nghĩ rồi, anh em về là đi săn được luôn. Sục sạo đi tìm, không có lạ địa hình gì cả, không lạ chủ, không lạ địa hình, mang đi săn là đi săn luôn. Ơi, cái mà người mình dày đầu thủ đẹp đấy. Con này cũng là chặng chó nhỏ thôi, khoảng 14 kg đấy. Lạ chủ gì cả. Con này nhìn xa thì nó cũng khá giống thì con chó khoang mà mình đã đăng ở trong hôm Tết và gần Tết đấy. Con chó đực đấy. Bây giờ cũng là 6 giờ tối rồi. Đang xuống ao uống nước. Và thôi mình cũng bắt xích lại luôn để dắt về thôi, tối mất rồi. Con này đi xe từ 6 giờ sáng và đến 4 giờ chiều mới về nhà đấy. Thế và 5 giờ chiều thả đi luôn.
À, bây giờ là 6 giờ rồi. Đây còn con đực vàng kìa. Đực vàng thì đi xa đi rộng lắm. Chắc có hình như mùi gì ấy. Đực vàng nó tìm. Đấy. 5 nay thì mình sẽ mua chó phải thật là cẩn thận hơn anh em ạ. Bởi vì năm ngoái tính ra cũng thiệt hại mất mấy chục triệu đấy. Vì thứ nhất là chó không đạt yêu cầu phải bán thịt. Thứ hai là mấy con chó phải giả về. Cho nên là năm nay công tác tìm chó là phải rất là kỹ càng. Mua một con chó 3 triệu, mua con chó 4 triệu về mà không được. Bán thịt được 1 triệu là lỗ 2 triệu, 3 triệu ngay. Mà lãi một con chó thì được bao nhiêu đâu. Nhưng mà lỗ một con chó là mất mấy triệu bạc. Mình xin kết thúc video ở đây nhá. Giờ cho chó về thôi, tối rồi anh em ạ.